Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DeFi Discussion. Đây là podcast mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện cũng như là chia sẻ với nhau những góc nhìn thú vị xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Đồng hành với chúng ta trong tập DeFi Discussion tuần này là một vị khách mời hết sức quen thuộc với DeFi Discussion rồi. Hello, xin chào anh Poseidon và rất vui khi lại có cơ hội để được cùng anh Poseidon trò chuyện về những cái chủ đề thú vị của DeFi Discussion tuần này. Xin chào Nguyên và xin chào tất cả anh em đang xem DeFi Discussion và cũng rất là vui khi tiếp tục được là khách mời và chia sẻ một số cái insight trong cái chủ đề ngày hôm nay. Ok, nếu như mà theo dõi hai cái tập gần nhất mà mình và anh Poseidon có thảo luận với nhau thì chắc anh em cũng đoán được là cái chủ đề nó xoay quanh hai cái mảng khá là nền tảng, đó là cái DEX và cái Lending. Thì đây là hai cái mảng khá là đặc thù rồi. Tuy nhiên là cái câu chuyện tuần này của chúng ta, cái màu sắc nó sẽ hơi khác một xíu, bởi vì nếu mà nói là một cái mảng riêng thì nó cũng chưa hẳn. Và nếu như mà nói là nó là một cái sự giao thoa, một cái sự tổng hợp ở cái giai đoạn hiện tại của thị trường thì chúng ta cũng không thể nào kết luận 100% là nó đã giao thoa và nó đã gọi là tổng hợp rất là nhiều những cái mảng khác nhau. Thì ở thời điểm hiện tại thì cái hiện tượng đó vẫn chưa rõ ràng. Thì cái từ khóa chúng ta nói với nhau trong tập tuần này đó là cross-chain, cái câu chuyện giữa các cái cầu nối và câu chuyện về thanh khoản hiện tại vẫn đang còn nằm rất là rải rác ở các cái mạng lưới khác nhau. Thì ok, chắc là câu hỏi đầu tiên dành cho anh Poseidon đó là từ cái góc nhìn của một người dùng thôi nha. Tức là khi mà mình sử dụng những cái sản phẩm ở các cái mạng lưới khác nhau thì đâu là cái điều mà anh cảm thấy khó chịu nhất khi mà thực hiện những cái thao tác, đặc biệt là với các cái sản phẩm ở trên những cái mạng lưới khác nhau? Thì nếu mà nói trải nghiệm của mình đi, khi mà trade trên các cái DEX mà Uniswap chẳng hạn là cái DEX điển hình nhất, hoặc là một số cái DEX khác mà nó phát triển nhiều trên khác nhau, thì cái khó chịu nhất thì chắc hẳn là cái việc mà mình phải chuyển tiền qua về khá là nhiều. Và bên cạnh đó thì cứ mỗi lần mà mình thực hiện các lệnh mua bán swap thì mình sẽ phải có một cái thao tác nữa là ký và xác kiểu như cần confirm, nói vậy cho nên dễ hiểu, xác nhận lại cái việc mà mình muốn thực hiện cái tác vụ đó. Và như anh em cũng biết thì các cái DApp hiện tại thì đa phần nó hỗ trợ tốt nhất ở trên cái máy tính, đúng không? Laptop của chúng ta, và nó cũng không có hỗ trợ quá nhiều ở trên các cái app ở trên smartphone. Chính vì vậy thì cái này cũng khá là bất tiện. Đó cũng là một cái điểm khó chịu thứ hai mà mình muốn chia sẻ luôn. Và cái thứ ba là có một số cái DApp mà kiểu như nó mới và chúng ta kiểu như muốn trải nghiệm sản phẩm hoặc là để cái AirDrop chẳng hạn, thì cái khó chịu thứ ba là chúng ta phải xác định được những cái cầu nối mà chúng ta cần dùng. Thì mình nói thí dụ như là một cái chain mới đi, thì chúng ta phải mày mò tìm xem hiện tại cái chain đó đang được hỗ trợ bởi các cái brick nào, và sau khi tìm được thì chúng ta lại phải xem đâu là cái brick nào nó phí nó tốt nhất và an toàn nhất để mà chúng ta mới có thể xài. Và cái việc đó nó đối với một cái người mà đã ở trong cái thị trường mà lâu như mình và cũng trải nghiệm nhiều như mình đó, thì thực ra nó bất tiện nhưng mà nó vẫn có thể thực hiện được. Nhưng mà đối với những người mới thì mình tin rằng cái việc này nó khá là khó, và thậm chí là đối với nhiều người mà đa phần người ta chỉ biết crypto theo kiểu là mua và đầu tư ở các cái sàn tập trung như Binance thì mình tin là mặc dù người ta đã tham gia thị trường lâu chẳng hạn, nhưng mà khi mà người ta cần làm một cái gì đó liên quan đến những cái dạng như mình vừa nói thì cũng sẽ gặp những cái khó khăn nhất định. Và nếu mà như anh em biết rồi thì phi tập trung mà, cho nên nếu mà chúng ta xảy ra những cái sai sót nào đó, thí dụ như là đơn giản vào nhầm một cái web giả mạo thôi, hoặc là chúng ta ký xác nhận cho một cái tác vụ nào đó nó gọi là nó không chính xác mà vào những cái token nó scam á, thì thứ nhất là mất tiền, thứ hai là nó còn có thể có nhiều cái hệ lụy khác liên quan đến cái quá trình đầu tư và cái kể cả cái tâm lý mà kiểu như chúng ta sẽ muốn gắn bó lâu dài với thị trường á. Thì đó là cái góc nhìn của mình. Có một cái câu chuyện khác mà em cũng thấy khá là khó chịu khi mà sử dụng các cái sản phẩm ở nhiều cái chuỗi khác nhau, đó là cái chi phí đi lại giữa các cái chain á, thì nó cũng khá là phập phù. Ví dụ như chúng ta đi lại giữa những cái chain mà nó đã phổ biến với nhau rồi thì
cũng không nói gì, nhưng mà đi qua những cái mạng lưới mà nó vẫn còn mới thì cái câu chuyện về trượt giá, cái câu chuyện về slippage là một cái rào cản khá là lớn. Và có thể cái này là một cái chủ đích của phần lớn các cái mạng lưới khi mà họ cố gắng tạo ra những cái rào cản như vậy để ngăn ngừa cái việc mà tiền nó chạy ra khỏi mạng lưới của mình. Nhưng mà chia sẻ vui vui thêm ý nữa là ngoài những cái như Nguyên nói thì mình tự nhiên mình nhớ ra là hồi xưa mình có làm cái Aerox, cái cầu Orbiter và kết hợp làm luôn mấy cái layer 2 thì mình gặp một cái trải nghiệm nó khá là buồn cười, tức là kiểu mình break một cái lượng ETH, nói chung nó không phải nhiều đâu, nó mình nhớ là 700-800 đô gì đâu, mình break qua để gọi là farm cái volume thì nó bị treo. Tức là trên Etherscan các thứ là nó chết, là nó báo confirm được hết rồi, nhưng mà khi cái tiền nó qua cái layer 2 mới ấy, thì nó bị treo, và cái lỗi này thực ra không phải đến từ cái layer 2 đó, tức là bên phía layer 2 đó, nó chưa nhận được cái block giao dịch đó, mà nó đến từ cái lỗi của, gọi là cũng không phải là cái lỗi mà cái delay của bên phía Orbiter, và mình phải đợi hình như là 6-7 tiếng đồng hồ đó thì cái giao dịch đó nó mới được confirm, trong khi bình thường là trước đó mình đã xài Orbiter rất là nhiều rồi nhá, tức là mình đã kiểu mình xài kiểu chắc là cả 100 giao dịch nữa thì lần đầu tiên mình bị như vậy, và kiểu sau khi mình check các thứ thì không có gì sai sót thì mình mới yên tâm, thì nó cũng là một cái trải nghiệm nó khá là kiểu không vui vẻ lắm á. Và nếu mà giả sử có cái sự cố xảy gì đó xảy ra thì mình cũng chưa biết là sẽ phải xử lý như thế nào đó, thì chia sẻ thêm bên em một cái như vậy. Thì mình nghĩ thực ra là nói như Nguyên đó, thì cái rào cản thì là nói cho vui thôi, bởi vì cái rào cản về mặt kỹ thuật mà nếu mà nó ngăn được dòng tiền thì dễ quá đúng không ạ? Nó ngăn cái dòng tiền chạy ra, nhưng mà nó cũng ngăn cái dòng chạy vào luôn đúng không? Dạ, đó chính xác. Cho nên là nói vui với nhau vậy thôi, chứ thực ra là cái đó là cái còn đang là cái yếu điểm mà chúng ta hay nói về câu chuyện đó, là cái sự mass adoption và cái trải nghiệm người dùng của Web3 hiện tại. Thì đó là cái vẫn đang còn là cái chặng đường khá dài. Nó là một cái vấn đề mà có thể coi là hết một cái chu kỳ trước, trải qua 3-4 năm rồi mà chúng ta vẫn còn thấy. Nhưng mà rõ ràng là khi mà chúng ta nhìn lại cái giai đoạn này với lại cái giai đoạn trước thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái cải thiện, cũng có những cái thay đổi, những cái cập nhật mới, những cái khái niệm mới. Không biết thì so với cái giai đoạn chu kỳ trước đi, thì đâu là những cái điểm mà anh thấy nó khác biệt rõ rệt nhất liên quan đến cái mảng cross-chain này, và thậm chí là chúng ta nói một cái khía cạnh nó xa hơn đi, là cái multi-chain đi, tức là không còn là cái câu chuyện mà người dùng quan tâm việc là tiền nó đi qua lại giữa các chain, mà là cái multi-chain có nghĩa là nó đồng bộ, gần như là đồng bộ trải nghiệm của người dùng ở các cái mạng lưới khác nhau. Thì không biết là anh Poseidon thấy có những cái điểm khác biệt nào liên quan đến câu chuyện này so với cái chu kỳ trước? Thì thực ra chu kỳ trước, mình dùng từ chu kỳ trước là 2021, 2022 đúng không? Thì thực ra 2021, 2022 thì DeFi nó phát triển đúng không? Bắt đầu là DeFi nó phát triển, và DeFi nó phát triển kéo theo cái câu chuyện đó là các cái chain nó cũng có cái sức sống hơn, và cái câu chuyện mà cạnh tranh giữa các chain nó mới kịch tính hơn so với cái thời điểm mà trước đó 1-2 năm, tức là chỉ có Ethereum là thực sự phát triển thôi. Thì khi mà các cái chain nó phát triển thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ phải có cái nhu cầu là luân chuyển cả người dùng lẫn dòng tiền giữa các cái chain với nhau. Thì lúc đó các cái giải pháp bridge nó mới ra đời. Thì thời điểm đó thì chắc anh em cũng còn nhớ, cũng gần đây thôi mà, thì nó ngoài Ethereum thì sẽ có một số cái layer 2, một số thôi, ví dụ như là Polygon chẳng hạn là điển hình nhất, và một số cái kiểu EVM như là Binance Smart Chain, hay là non-EVM như là Solana, hay là đó, Avalanche các thứ thì cũng là phát triển trong giai đoạn đó, Near các thứ. Thì thực ra giai đoạn đó cái số lượng của các cái L1, L2 nó vẫn còn đang rất là hạn chế. Gần như những cái L1, L2 mà gọi là có tên tuổi thì chúng ta đếm được trên một bàn tay ha, trên đầu cỡ quên 10 cái thôi. Chứ dĩ nhiên là thời điểm đó vẫn có những cái chain nó nhỏ, nó phát triển, nó vẫn phát triển xuyên suốt từ thời điểm đó, giờ vẫn có thể phân loại nó là layer 1, nhưng mà thực tế ra là không, cũng khá là hạn chế người dùng. Thì bởi vì cái số lượng chain nó ít như vậy, cho nên là các cái giải pháp bridge sơ khai ban đầu đa phần là từ các cái chain nó phát triển. Mình nhớ là đa thời điểm đó là hầu như chain nào cũng phải tự lập bridge cho mình cả, Avalanche cũng có, Near cũng có, và Solana cũng tương tự như vậy. Nó hoặc là nó tự tìm nó phát triển luôn, hoặc là nó phải tài trợ cho một cái hai dự án nào đó nó thấy triển vọng và
và nó làm cái câu chuyện đó. Thời điểm đó chắc có lẽ đối với các cái dự án đó, thì thực ra Bridge nó chỉ là một cái điều kiện thôi, điều kiện cần thôi để mà dòng tiền mà người dùng nó đổ về, và người ta quan niệm như vậy. Cho nên là người ta xem cái Bridge nó như là một cái hạ tầng và gắn liền với dự án. Nhưng mà đến cái thời điểm bây giờ này, thì cái Bridge nó đã phát triển đến rất là nhiều, và đa phần bây giờ các cái level 1, level 2 phát triển sau này, người ta thích thì người ta xây Bridge cũng được, mà không thích thì cũng chẳng sao, bởi vì có quá nhiều dự án bên thứ ba đang làm tốt cái câu chuyện này rồi, và thậm chí còn tốt hơn cái Bridge, cái native Bridge của bản thân dự án. Thí dụ như bản thân mình đi, mình xài các cái dự án, các cái Bridge của bên thứ ba thì mình cảm thấy là ngon hơn là mình xài các cái native Bridge của GK Sync các thứ, tại vì nó nhanh hơn rất là nhiều. Và mình nhớ hồi xưa anh em làm retro Arbitrum đúng không, thì hình như khi mà chúng ta rút tiền ra phải mất 7 ngày đúng không, mình nhớ không nhầm. Các cái L2 mà nó dùng cái optimistic rollup thì chúng ta phải đợi 7 ngày đó, tại vì đó là cái kết cấu kỹ thuật của nó. Nhưng mà khi mà mình xài các cái bên thứ ba chẳng hạn thì không có chuyện câu chuyện đó, mình xài mình chỉ mất mấy phút là xong, thì nó tiện hơn rất là nhiều. Và chính vì vậy thì bây giờ cái câu chuyện Bridge này trong cái thị trường mà hiện tại, nếu mà anh em bấm vào những cái trang thống kê như là DeFiNama hay là CoinGecko các thứ ấy, mà anh em tìm cái từ khóa L1 ấy, thì anh em sẽ thấy là hiện tại L1 chắc là cỡ liên quan đâu đó gần, theo mình nghĩ là mình biết nhé, là thì phải cũng phải gần 100, còn có thể thực ra những cái dự án nhỏ nhiều hơn nữa, L2 thì cũng phải vài chục. Thì anh em thấy rằng cái sự phát triển của nó là khác rất là nhiều, cái quy mô nó khác rất là nhiều so với những cái thời điểm trước. Và nếu mà xét theo cái phần vốn mà các cái L1, L2 hiện tại gọi thì nó cũng gấp rất là nhiều lần so với những cái mùa trước, gọi mấy chục triệu đô gọi là cũng bình thường á, tức là không nhiều á, phải cỡ vài trăm triệu đô thì mới gọi là xịt, mà mới chỉ gọi vốn thôi, chưa định giá, chưa các thứ, chưa ra mắt token hay là chưa gọi là phát triển gì mà nó đã định giá rất là cao như vậy. Thì anh em phải hiểu rằng cái thị trường hiện tại nó cạnh tranh nó còn ghê gớm hơn, và ngày xưa rất là hàng có thể nói là hàng trăm lần. Thì chính vì vậy các cái Bridge bên thứ ba bây giờ là một cái, cũng là một cái câu chuyện cạnh tranh, tại vì Bridge là nó có thu phí mà. Và anh em có thể thấy là đối với ngày xưa thì như mình nói là Bridge nó chỉ là hạ tầng, là cái điều kiện cần để phát triển hệ sinh thái, còn bây giờ nó là một cái câu chuyện về cái thứ nhất là business model, tức là nó có thể tạo ra doanh thu, và doanh thu đó rất là lớn nhá, mình nói thật, có thể khẳng định rất là lớn. Và cái thứ hai này là nó ngoài cái việc câu chuyện là tạo ra doanh thu cho cái team hay là cho cái tổ chức hay các quỹ đầu tư đứng sau nó, thì nó còn đang phải góp phần quan trọng trong việc giải quyết cái bài toán của thị trường. Và như mình nói, chúng ta nói về những cái podcast về phân biệt thanh khoản đi, thì như DeFi Discussion cũng có một vài cái podcast liên quan đến cái vấn đề này. Thì em có thể thấy rằng đây là một cái vấn nạn và nó tồn tại mấy năm nay, và càng ngày nó càng nặng này, tại vì càng ngày level 1, level 2 càng nhiều thì phân biệt thanh khoản nó càng lớn thôi, trong khi dòng tiền nó vẫn vậy và thậm chí nó còn ít hơn nữa. Thì anh em thấy rằng nó các cái Bridge hiện tại đang góp phần quan trọng trong cái việc giải quyết cái bài toán này. Thì đó là theo mình là hai cái điểm khác nhau lớn nhất của cái câu chuyện Bridge của 3-4 năm trước và câu chuyện Bridge của thời điểm hiện tại. Thực ra bên cạnh cái câu chuyện là cái số lượng chain ở cái chu kỳ này nó nhiều hơn hẳn so với cái giai đoạn trước, thì như anh Boson có đề cập hồi nãy, thì có một cái khái niệm mới mà nó cũng có xuất hiện ở cái chu kỳ này, một cái khái niệm nó cũng khá là đặc trưng, đó là chain abstraction. Thì cái khái niệm này, nếu mà anh em từng theo dõi một cái tập về phân mảnh thanh khoản, thì DeFi Discussion cũng đã từng đề cập đến cái khái niệm này với một vài cái tên điển hình, ví dụ như là Connect, thì bây giờ họ cũng đổi tên thành Everclear, hoặc là trước đó thì chúng ta thấy là Near Protocol, thì họ cũng đã thông báo một cái tài liệu với cái cách tiếp cận này. Và thời gian gần đây thì chúng ta cũng thấy là một cái giải pháp về cầu nối là Socket, thì họ cũng thông báo là chúng tôi sẽ có một cái định hướng đi về cái chain abstraction này. Thì cái chain abstraction này đâu đó nó là một cái hướng tiếp cận phủ lên trên những cái nền tảng cross chain ở phía dưới. Nếu mà nói là nó có thay đổi gì gọi là ghê gớm hay không, thì và nó có loại bỏ hết những cái cầu nối cross chain ở phía dưới hay không, thì nhiều khả năng là không. Chain abstraction thì nó sẽ có những cái bổ trợ cho cái hạ tầng cầu nối ở phía dưới. Tuy nhiên là
em thắc mắc là sau khi cái khái niệm này nó bắt đầu nó được thảo luận khá là nhiều trong những cái tuần gần đây, nhiều thông tin nó cũng rõ ràng hơn, thì anh Poseidon nghĩ như thế nào về những cái lợi ích của cái cách tiếp cận này và những cái hạn chế vẫn còn tồn đọng của cái cách tiếp cận mới này, một cái khái niệm mà chắc là nó là một cái hệ quả của việc mà chúng ta có quá nhiều chain ở thời điểm hiện tại. Thì để cho anh Nam có thể dễ hiểu hơn về cái khái niệm chain abstraction á, thì mình sẽ giải thích cho nó kiểu nó dân gian hóa tí nhá. Tức là cái từ abstraction nó có nghĩa là trừu tượng hóa, tức là kiểu thay vì chúng ta phải đi sâu vào những cái chi tiết rườm rà thì chúng ta trừu tượng hóa nó một cách đơn giản. Thì bản chất của cái câu chuyện này nó đang muốn cho người dùng làm sao để mà khi tương tác với các cái chain, các thứ, các thể loại DApp bla bla, thì người ta không cần quan tâm đến những cái tôi phải tạo ví như này bla bla, tôi phải lưu private key các thứ, rồi lưu ở máy tính các thứ bla bla, rồi đếp tiền, rồi cài đặt các cái câu chuyện như là muốn vào trên Ethereum thì phải đi tìm những cái thông số của trên Ethereum, muốn vào trên này trên kia thì tôi phải đi tìm những cái thông số, tôi add cái mạng đó vào, rồi sau đó tôi phải làm đủ thứ chuyện trên đó rồi mới có thể sử dụng được, thì nó loại bỏ hết câu chuyện đó. Làm sao để đơn giản hóa nhất đối với con mắt của người dùng, còn lại những cái vấn đề kỹ thuật lằng nhằng phía dưới thì các cái dự án nó sẽ là cái người trực tiếp giải quyết, và nó sẽ không để cho người dùng phải tìm hiểu những câu chuyện đó nữa. Thì đơn giản như vậy thôi, và đó là cái mà anh em có thể hình dung về cái chain abstraction, thì nó sẽ giúp cho cái việc tương tác với một chain và đa chain nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều thông qua sử dụng rất là nhiều biện pháp, và bằng ví thông minh, bằng cũng hot gần đây là Paymaster, bằng những cái dự án phát triển theo hướng multi chain mà đó, rất là vân vân, rất là nhiều hướng. Thì cái này nó có cái lợi là gì, thì cái lợi thì khá là rõ ràng rồi, đối với những cái người dùng như ta thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Khi mà mình nói thí dụ nhé, mình sở hữu $1,000 đi trong ví của mình, và mình muốn cùng một lúc mình có thể mua một cái NFT ở trên Arbitrum, sau đó mình lại đem cái NFT đó sang ZK Sync vào một cái nền tảng lending cho phép lending NFT, và mình thế chấp, mình vay lại một cái lượng USDT nào đó, và mình dùng cái USDT đó để mình trải nghiệm một hai dự án gì đó trên ZK Sync. Thì đó, nếu mà anh em cứ hình dung những cái thao tác như vậy như mình vừa nói nhé, thì ở câu chuyện ngày xưa thì chúng ta phải đầu tiên là có Ethereum đúng không ạ, sau đó chúng ta nhất là chúng ta chuyển từ Binance lên Arbitrum đúng không ạ, lên Arbitrum, sau đó chúng ta phải bấm mua NFT, ký xác nhận giao dịch các thứ, đợi nó trừ tiền, phải tính toán sao cho đủ cái lượng Ethereum làm phí ha, đúng không, rồi có NFT rồi đúng không, thì chúng ta phải tìm cái cầu làm sao để break cái NFT đó sang bên ZK Sync đúng không? Vào đúng cái ZK Sync đó, rồi sau đó chúng ta lại phải vào một dự án để chúng ta bấm landing. Thì không, bây giờ chúng ta không có làm câu chuyện đó mà chúng ta chỉ bấm một hai thao tác là xong. Thì cái lợi ích của nó thì quá rõ ràng rồi. Nó sẽ giúp cho các cái chain nó tương tác với nhau một cách nhanh hơn, và người dùng là cái người hưởng lợi trực tiếp, vừa giảm thời gian, giảm cái công sức, giảm cái rủi ro. Tại vì khi mà chúng ta thực hiện càng nhiều tác vụ thì cái rủi ro sai lầm nó càng nhiều chứ. Còn nếu mà chúng ta thực hiện một hai cái thôi thì nó dễ hơn rất là nhiều. Và giảm, đặc biệt là giảm chi phí đúng không ạ? Tức là thay vì thực hiện một đống tốn rất là nhiều tiền và thì chúng ta chỉ tốn một ít phí thôi. Thì cái đó là cái lợi rõ nhất rồi. Thì cái nhược điểm thì hiện tại theo mình cái nhược điểm lớn nhất của cái chain abstraction này là nó mới chỉ là một cái kiểu ý tưởng ấy. Và mình mặc dù mình cũng có quan tâm khá là nhiều đến cái mảng từ cái thời điểm mà nó bắt đầu đưa ra khái niệm, nhưng mà mình thấy là cũng chưa có dự án nào thực sự gọi là vận dụng một cách triệt để và thành công. Và thực ra nó không phổ biến, ở đây có nghĩa là những cái đó chúng ta không phải là chúng ta xài hàng ngày trong cái thị trường crypto, chúng ta cần nhiều hơn, cần một cái giải pháp nhiều hơn thế thì thực ra mình chưa thấy. Chứ còn đối với mình thì hiện tại nếu mà nói về nhược điểm của cái này thì bởi vì nó chưa, mình cũng chưa thấy dự án nào mà gọi là làm được triệt để, cho nên là mình cũng chưa thấy khi mà đưa vào sử dụng trong thực tế thì nó có cái nhược điểm nào mà có thể là liên quan đến đâu đó về vấn đề bảo mật hay là vấn đề chủ yếu là mình nghĩ là nếu mà giả sử có vấn đề thì nó sẽ có vấn đề về bảo mật là chính thôi, chứ mình nghĩ là cũng sẽ không có cái nhược điểm nào lớn đâu. Thì đó là một số cái chia sẻ của mình. Thực ra thì ở chỗ này mình rẽ ngang một xíu, tức là
Tại sao mà ở đầu cái podcast này chúng ta nói với nhau là cái câu chuyện về cái cross-chain này bây giờ nếu mà nói nó là một cái mạng thị trường riêng á thì cũng không chuẩn 100%, là bởi vì bây giờ chúng ta thấy là nó giao thoa quá là nhiều những cái mảnh ghép khác nhau rồi. Ví dụ như là bây giờ như cái ví dụ hồi nãy của anh Poseidon là bây giờ lending thì nó cũng có thể coi là một dạng, nếu mà nó bỏ cái dịch vụ lending ở trên cái nền tảng này thì có thể coi nó là cũng là một cái sự giao thoa giữa các cái thị trường, hoặc là giống như cái chain abstraction này đi, vẫn là một cái giao diện ở phía trên tiếp xúc với người dùng, những cái ví chẳng hạn thì người ta có thể bấm một vài cái nút thì ở dưới nó vẫn là cross chain, ở dưới nó vẫn sẽ có những cái đội ngũ gọi là người ta dùng cái từ là solver á, những cái người mà cung cấp dịch vụ á, thì người dùng có thể gửi những cái yêu cầu dịch chuyển tài sản qua lại giữa các cái chain, thì những cái đơn vị server này họ cũng sẽ đứng ra để họ gọi là tạm gọi là ứng trước tiền và xử lý những cái nhu cầu đó. Thì bây giờ nó gần như là cái câu chuyện về cross chain nó không còn là một cái mạng thị trường cô lập như ngày xưa chúng ta nói là DeFi nó sẽ có mảnh ghép này mảnh ghép kia, nhưng bây giờ thì những cái mảnh ghép nó gần như là nó có cái xu hướng là nó chồng chéo lên nhau và nó giao thoa với nhau là như vậy. Thì chắc là có một cái câu hỏi như thế này, cũng sẵn chúng ta nói về cái câu chuyện là nhiều cái mạng thị trường giao thoa với nhau, thì nếu như mà anh em đọc những cái tài liệu liên quan đến chain abstraction á thì cũng biết là một cái ví dụ điển hình gần đây là cái cầu nối Connex, thì họ cũng đưa ra một cái đề xuất là ok bây giờ chúng ta sẽ thiết lập một cái mạng lưới gồm các cái server, những cái người cung cấp dịch vụ gọi là thanh toán bù trừ, tức là khi mà người dùng có cái nhu cầu chuyển tiền qua lại, thao tác giữa các cái mạng lưới thì những cái đơn vị server này họ sẽ đứng ra ứng tiền trước để đảm bảo cái câu chuyện là thanh khoản nó được xuyên suốt. Thì đâu đó nếu như mà chúng ta đọc những cái mô hình của Uni V4 thì chúng ta thấy là cái khái niệm server này nó cũng xuất hiện khá là nhiều và nó gần như là một cái xương sống của cái phiên bản này. Thì cái câu hỏi em thắc mắc đó là không biết từ góc nhìn của anh Poseidon nha, là các cái DEX họ có những cái bước đi thâu tóm ngược lại những cái mạng cầu nối này hay không? Bởi vì rõ ràng là cái concept, cái mô hình về sản phẩm thì nó cũng khá là tương đồng nhau. Cũng là một cái bên nào đó đứng ra để giải quyết cái câu chuyện về thanh khoản. Và nếu như mà các cái DEX họ muốn thực hiện những cái hướng đi là thâu tóm ngược như vậy thì có cái rào cản nào trong cái hướng đi của họ hay không, và hoặc là nếu như mà họ thực hiện những cái nước đi đó thì họ có những cái lợi thế và những cái ưu thế nào? Thì yeah, không biết anh Poseidon nghĩ sao về cái câu chuyện về sự giao thoa giữa những cái mảnh ghép như thế này? Thì thực ra cái này mình nghĩ là cái nói ưu điểm và nhược điểm thì chắc chắn là phải có cả hai rồi, nhưng mà thực ra mình nghĩ đây nó nằm ở câu chuyện là sự lựa chọn của dự án nhiều hơn lợi. Dĩ nhiên ở đa phần nó sẽ nằm về câu chuyện là sự lựa chọn của dự án, tức là đối với những cái dự án dạng như Uniswap và V4, như Nguyên nói là nó đề cập cái câu chuyện là server rất là nhiều, và sắp tới là AV đúng không? AV hôm bữa mình nói về AV V3 đúng không? AV V3 V4 luôn, thì em cũng thể có thể thấy là AV V4 nó cũng nói thẳng mà mục tiêu của nó là xây dựng một cái AV với thanh khoản tập trung, có nghĩa là mục tiêu của nó là kiểu như tôi sẽ tự làm và tôi sẽ đưa ra cái giải pháp của tôi thông qua những cái là cái update và làm sao để cho nó tùy biến tốt nhất cho cái việc phục vụ cho cái câu chuyện lending multi chain của AV. Tức là đối với những cái dự án lớn như Uniswap hay AV á, người ta có đủ cái tiềm năng, có đủ cái mức độ thanh khoản và có đủ cái tiềm lực hay là mọi thứ để người ta làm cái câu chuyện đó. Nhưng mà những cái dự án vừa và nhỏ thì sao? Thì khi mà anh em mới bắt đầu phát triển trên một cái layer 2 chẳng hạn, hay một cái hệ sinh thái mới là một cái native DEX, thì cái câu chuyện đầu tiên không phải là cái việc mà chúng ta suy nghĩ về những cái đó, mà cái câu chuyện đầu tiên là chúng ta phải làm sao để cho cái sản phẩm của ta thu hút người dùng, làm sao để tăng cái bảo mật, tăng cái trải nghiệm người dùng trước, rồi khi nào chúng ta đủ cái tiềm lực thì chúng ta mới nghĩ đến những cái câu chuyện dạng như mà Uniswap hay AVV4. Cho nên là làm như thế nào thì là phải chúng ta phải căn cứ vào cái khả năng của chúng ta. Tức là nó giống như câu chuyện về việc là anh em xây dựng một cái layer 2 chẳng hạn, thì sẽ có những cái dự án á, một số cái dự án người ta chuyên về game, chuyên về thanh toán, chuyên về
NFT chẳng hạn, thì khi mà người ta phát triển Layer 2 thì thay vì người ta tự xây thì người ta có thể sử dụng một số cái kit của bên thứ ba đó, thì một số cái giải pháp của bên thứ ba, và người ta chỉ dựa trên đó người ta phát triển lên thôi. Nhưng mà những cái Layer 2 mà gọi là mang tính đúng nghĩa là mục tiêu của nó là để giải quyết, thực sự là giải quyết những cái vấn đề tồn đọng của Ethereum ấy, thì nó phải tự đưa ra được những cái công nghệ của nó, ví dụ như Starknet chẳng hạn, như Zk Sync chẳng hạn, thì mỗi thằng nó sẽ có những công nghệ riêng, nhưng mà không nhất thiết tất cả các L2 đều phải làm câu chuyện như vậy. Cho nên vấn đề đây thì như như mình vừa nói, ưu điểm thì khi mà chúng ta tự xây dựng một cái dự án đó, là người ta đã đặt mục tiêu tự xây dựng, thì dĩ nhiên cái tùy chỉnh của nó sẽ là tốt nhất đối với dự án đó, và nó sẽ phục vụ trực tiếp cho người dùng, và nó làm cho bản thân dự án cái nội tại nó cũng lớn hơn rất là nhiều, kiểu như Samsung đang đang phát triển điện thoại thông minh mà chuyển qua phát triển máy tính bảng ấy, thì cái market size của nó là lớn hơn nè, cái phí nó thu được nhiều hơn nè, và an toàn bảo mật các thứ bởi vì chỉ có nó thôi thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Trong khi nhưng mà không phải ai cũng làm những câu chuyện như vậy, thì đến đổi lại những cái dự án vừa và nhỏ giai đoạn đầu thì muốn thu hút dòng tiền, muốn thu hút người dùng thì phải sử dụng cầu nối của bên thứ ba thôi. Và khi sử dụng cầu nối của bên thứ ba thì dĩ nhiên thì nó tập trung vào được cái câu chuyện chính mà nó phải làm, nhưng mà đến đổi lại là nó bị phụ thuộc. Và nếu mà bên thứ ba nó xảy ra vấn đề gì, hay là nó buồn buồn nó lại ngắt kết nối, hay là nó lại không hỗ trợ nữa, thì hôm nay tao không tiếp mày, tao không chơi với mày nữa, thì khi đó dự án sẽ lại ảnh hưởng đó, kiểu vậy. Thì như kiểu iPhone đang xài cái màn hình do Samsung cung cấp đúng không, thì tự nhiên cắt cái thì cũng hơi mệt. Anh em cứ hình dung như vậy. Cho nên theo mình thì ưu điểm và nhược điểm nó đều có cả, và cái câu chuyện này thực ra là cái câu chuyện về tư duy kinh doanh thôi, và mỗi dự án nó sẽ có một cái hướng đi riêng. Nhưng mà tiểu chung lại nhé, thì thực ra quan điểm cá nhân của mình đó, thì mình vẫn vẫn sẽ thích những cái mô hình mà nó tự xây hơn, tại vì mình thực sự mình mong muốn là kiểu như khi mà mình đợi những cái dự án dạng như vậy nó xuất hiện đó, thì mình có thể so sánh được những cái giải pháp, những cái hướng đi của thằng nào nó đang là tốt nhất, và kiểu như mình sẽ có một cái thước đo mà nó chuẩn mực hơn đó, thay vì cái câu chuyện là chỉ có một hai thằng làm hạ tầng rồi sau đó tất cả ùa vào một cái để nói anh em nào đang holding thì đừng có buồn, như kiểu như câu chuyện ở trên đi bây giờ, kiểu nó lớn quá và không có thằng nào nó thay được nó cả, nói thẳng vậy luôn đi. Bây giờ như thị trường Oracle thì Chainlink là số 1, và cái market size nó chiếm quá quá lớn, cho nên thành ra những cái dự án Oracle khác mà nó kiểu như người ta cũng chẳng quan tâm nữa rồi, tại vì không không cần biết phải đưa ra giải pháp gì, nhưng mà giờ Chainlink nó vẫn đang là tốt nhất, kiểu như vậy á. Thì mình nghĩ là cái sự mình không mong muốn thấy cái sự nó kiểu là chiếm lĩnh thị trường, nó thống trị như vậy nữa ở trong cái mảng cross chain này, mà mình hy vọng là các cái dự án nó sẽ đưa ra được nhiều giải pháp hơn, và thậm chí những cái giải pháp đó nó còn phải tùy biến và tùy chỉnh sao cho nó phù hợp nhất với dự án đó, thì khi đó mình sẽ có đa dạng cái sự lựa chọn và so sánh hơn, để mà chúng ta có được một cái đánh giá nó kiểu như nó hoàn chỉnh hơn về cái mảng này. Ok, thì chắc là cái câu hỏi cuối cùng này thì nó sẽ mang cái thiên hướng là góc nhìn cá nhân một xíu. Thì chúng ta thấy là nửa đầu năm 2024 thì các cái dự án, ví dụ như là những cái hạ tầng, ví dụ như là Wormhole nè, hoặc là sắp tới thì có một cái airdrop mà nhiều anh em rất là chú ý, đó là cái Layer Zero, thì họ cũng cũng sắp chuẩn bị là công bố token và airdrop cho người dùng. Thì với cái mảng thị trường này, kể cả những cái giải pháp hạ tầng hỗ trợ các cái hạ tầng như là Wormhole hay là Layer Zero, hay là kể cả những cái cầu nối ở phía trên, những cái giao diện ở phía trên mà người dùng sẽ trực tiếp tương tác á, thì kể tất cả những cái mảng này, thì đâu sẽ là cái cách tiếp cận cho retail? Bởi vì chúng ta biết là ok, Aerob thì cũng cũng gần như là các cái cầu nối này, thì các cái tên lớn lớn và đáng chú ý thì họ cũng sẽ ra Aerob hết rồi. Thì đâu là cái cách tiếp cận phù hợp cho retail? Bởi vì rõ ràng là cầu nối bây giờ thì nó cũng khá là nhiều. Sun Aerob thì có thể là mọi người sun, nhưng mà ví dụ như giờ là kêu là đi lên đầu tư một cái token đã có ở trên các cái sàn thì nó cũng khá là nhiều, và cũng không biết là lựa chọn như thế nào để cho nó phù hợp. Vậy thì đâu là cái cách tiếp cận phù hợp cho retail ở trong cái giai đoạn này, với cái mảng là em tạm gọi là mảng cross chain nha?
thì không biết anh Poseidon nghĩ như thế nào về cái câu chuyện này. Ừ, thì thực ra ngoài cái việc mà xài các cái bridge để mà có cơ hội airdrop á, thì cái việc đầu tư vào token của các cái cầu nối á, các cái giải pháp cross chain thì có nên hay không á, thì theo mình một số cái chia sẻ mình như này, thì thực ra trước đây cross chain đa phần là chúng ta sẽ cũng ít người kiểu đến giá cao, tại vì không quá, thứ nhất là có quá nhiều cầu nối, và thứ hai là thực ra như mình nói bản thân các cái cầu nối bên thứ ba nó cũng không phải là một cái gì đó không thể thay thế được, mà thực ra các cái dự án hoàn toàn nó cũng có thể tự xây dựng cầu nối cho hệ sinh thái của nó, thậm chí là những cái DApp cũng có thể tự xây dựng như chúng ta nói hồi nãy. Cho nên là về mặt công nghệ hiện tại nhá, thì không phải cầu nối nào nó cũng gọi là nó có một cái lợi thế về mặt cạnh tranh, tức là kiểu không có ai thay thế được nó, và không, thực ra không phải câu chuyện như vậy. Đa phần các cầu nối hiện tại thì không có mày cũng có người khác à, cho nên là em thấy có thể thấy là người ta thường hay siêu về, nói về những cái dự án mà có sản phẩm thì người ta thường hay cần đầu tiên là L1, L2, để tiếp theo sẽ là các cái dự án game NFT hay là DeFi các thứ thôi, và chúng ta ít khi nói về các cái bridge lắm. Nhưng mà hiện tại thì các cái dự án lớn như là Wormhole hay là Layer 0 nó đã ra token rồi, và thực ra anh em cần phải có một cái research chuyên sâu hơn. Nó thí dụ như cái Wormhole chẳng hạn, thì nếu là anh em nào chịu khó tìm hiểu, anh em sẽ thấy rằng cái bản chất của Wormhole nó không chỉ là một cái cầu nối, mà nó còn cung cấp giải pháp cho các cái cầu nối khác, những cái dự án khác muốn xây cái cầu nối trên nó. Nó dạng như optimism á, tức là không phải chỉ là một cái L2, nó còn cung cấp giải pháp để xây L2, thì hai cái đó nó sẽ là cái key để mà chúng ta nhìn nhận được đâu là những cái dự án mà nó có lợi thế cạnh tranh và đâu là những cái dự án không có lợi thế cạnh tranh. Thì ở đây không phải là mình siêu luôn không, tại vì mình cũng đang trong quá trình mình research thôi, và mình cũng có thời điểm hiện tại mình nói video này đi, mình cũng chẳng có sở hữu cái đồng Wormhole đó cả. Nhưng mà khi anh em muốn đầu tư vào và đi theo cái mạng bridge này, anh em cần phải nhìn nhận được câu chuyện đó. Và khi mình nhận được câu chuyện đó thì chúng ta phải mới đánh giá được là, ví dụ như mình nói Wormhole đi, lỡ nói Wormhole đi, thì ngoài cái việc làm một cái cầu nối thông thường thì nó còn là cái giải pháp nền tảng cho các cái cầu nối khác phát triển, và nó còn có thể là các cái nền tảng để mà giúp cho những cái dự án khác người ta có thể hiện thực hóa cái việc xây dựng cái tài khoản, và từ đó thì các cái nguồn nhân thu của nó sẽ không phụ thuộc vào câu chuyện là phải làm tìm mọi cách để mà thu hút cái volume. Dạng như bây giờ anh em thấy cái câu chuyện của các cầu nối bây giờ là nó như thế nào, tức là khi chưa ra token đó thì volume rất là nhiều đúng không ạ, người dùng rất là nhiều, volume rất là cao, tại vì người ta cài airdrop mà, nhưng mà khi ra token rồi thì nó sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Và người ta dòng tiền nó sẽ đi qua một cái dự án mới, nó như vậy thôi, nó chẳng có cái gì mới mẻ cả. Và cho nên là nếu mà chúng ta một cái cầu nối mà đơn thuần nó chỉ dựa vào dòng tiền và người dùng kiểu brick qua brick về mỗi ngày á, thì nó sẽ không phải là một cái giải pháp bền vững, trừ khi nào mà cái sản phẩm đó nó kiểu nó quá rẻ, nó quá nhanh và nó hỗ trợ cho toàn bộ các chain đều được như vậy. Nhưng mà theo mình thì không, theo mình thì hiện tại các cầu nối nó đều sẵn sàng như nhau cả, và chẳng có cái nào nó thực sự xuất sắc. Cho nên là anh em phải nhìn nhận được cái hiện thực như vậy, và anh em phải nhìn được đâu là cái cầu nối mà nó có cái lợi thế cạnh tranh. Mình nói là thí dụ như không, thì chúng ta nhìn nhận được cái câu chuyện đó thì trong tương lai nó có thể có nhiều nguồn nhân thu khác nhau, và cũng chẳng ai cấm những cái dự án bridge nó có đưa ra được những cái đề xuất như Uniswap vừa rồi không, tức là stake token rồi chia sẻ nhân thu các thứ, đó là đều là những cái câu chuyện về tương lai. Nhưng mà khi chúng ta nhìn nhận cái đó thì chúng ta có thể đâu đó chúng ta ước lượng được là có nên đầu tư hay không, và định giá được cái phần nào nó đúng về cái dự án chúng ta, tại sao cùng là một cái cầu nối nhưng mà có những cái dự án cầu nối nó chỉ có định giá là vài chục triệu đô, cao đó là 100 triệu đô vốn hóa, nhưng mà những cái dự án dạng như Wormhole nó lít xả một cái nó lại lớn như vậy. Thì anh em không phải là đơn thuần là nó bị thổi phồng nữa nha, anh em cần phải nhìn vào cái nội tại dự án nữa. Thì đó là một số cái chia sẻ của mình, và mình nghĩ rằng mạng này cũng sẽ khá là thú vị á, bởi vì như mình nói á, thì thực ra nó nhu cầu có và market size nó rất là rộng, cực kỳ rộng, có thể nói cực kỳ rộng, như kiểu là sau này nó có, anh em tưởng tượng là bây giờ crypto cái market adoption của nó còn hạn chế á, chứ anh em cứ thử tưởng tượng sau này kiểu như nó phát triển luôn cả những cái dạng như là shopping, những cái dạng như là liên kết ngân hàng, tín dụng các thứ ở trên web 3 chẳng hạn,
thì cái nhu cầu thanh toán, nhu cầu luân chuyển tiền nó sẽ kinh khủng đến mức nào, đúng không? Chúng ta nói câu chuyện đó thôi. Và những cái chúng ta nhìn vào những cái công ty truyền thống dạng như Visa, đúng không? Visa, một cái công ty rất là nổi tiếng về thanh toán tín dụng và xuyên quốc gia, xuyên lục địa, thì anh em thấy cái sự thành công của nó như thế nào? Và biết đâu đó sẽ có một cái giải pháp cầu nối nào nó làm được câu chuyện tương tự như vậy, mà nó giải quyết được vấn đề như vậy trong thị trường crypto, thì lúc đó chắc chắn là nó sẽ cái vốn hóa, cái định giá của nó sẽ cực kỳ cao. Thì đó là cái chia sẻ của mình, thì nó hy vọng là anh em sẽ có một cái góc nhìn mới về cái mảng blockchain này. Rõ ràng là cái nhu cầu là nó có, cái nhu cầu và cái thị trường thì nó có, vì chúng ta thấy là khá là nhiều trend nó phát triển ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên là giống như anh Poseidon nói thì mọi thứ nó vẫn đang khá là sàn sàn nhau, và nó vẫn chưa có một cái giải pháp nào, một cái hướng tiếp cận nó thực sự là nổi bật và nó gọi là nó đứng sang một bên, nó stand out hẳn. Rõ ràng là chúng ta có thể chờ đợi và theo dõi những cái cập nhật thêm những cái phát triển mới của cái mạng thị trường này. Song song với cái câu chuyện là chúng ta có thể tiếp cận bằng cái airdrop là cái đơn giản nhất, dễ dàng nhất, thì có thể là sắp tới những cái tên lớn họ công bố token thì chúng ta cái cách tiếp cận này nó sẽ bị hạn chế lại. Nhưng mà chúng ta vẫn có rất là nhiều những cái nguồn thông tin để có thể theo dõi những cái cập nhật, những cái xu hướng phát triển sản phẩm và hiểu bản chất cái mô hình sản phẩm cũng như là cái mô hình kinh doanh của họ, để có thể đưa ra được những cái lựa chọn nó phù hợp ở trong cái mạng thị trường này. Rồi thì DeFi Discussion tuần này có thể nó sẽ hơi lan man một xíu, nó không trọng tâm hẳn vào cái mạng thị trường cross-chain, cái mạng thị trường cầu nối. Nhưng mà như mình đã đề cập thì đây là một cái hệ quả của cái việc là chúng ta thấy là cái hạ tầng cross-chain bây giờ nó đang là giao thoa rất là nhiều của những cái mạng thị trường khác nhau. Nó không chỉ đơn thuần chỉ là cái câu chuyện là chúng ta chuyển token từ mạng lưới A sang mạng lưới B nữa, mà bây giờ nó đã là một bức tranh rất là nhiều màu nó pha với nhau rồi. Thì hy vọng là đâu đó cái tập podcast tuần này nó mang lại cho anh em những cái góc nhìn thú vị. Cảm ơn anh Poseidon đã dành thời gian đến với DeFi Discussion tuần này và đưa ra những cái chia sẻ nó khá là đa chiều, khá là thú vị. Rồi thì bây giờ sẽ là lời chào của anh Poseidon gửi đến các bạn đang nghe podcast ha. Rồi cảm ơn Nguyên, và rất vui khi được Nguyên mời và cũng chia sẻ một số cái suy nghĩ cá nhân của mình đến với những cái anh em đang quan tâm mạng blockchain này. Và mình cũng hy vọng là anh em sẽ tiếp tục ủng hộ cái series DeFi Discussion này và chờ đón hàng tuần thứ hai tụi mình, hoặc là mình hoặc là những cái người khác, người ta có thể chia sẻ những cái kiến thức nó cũng ra, theo mình nghĩ là nó cũng sẽ rất là hữu ích và có thể giúp cho anh em một phần nào đó trong cái quá trình mà chúng ta tham gia đầu tư trên thị trường. Xin chào anh em. Ok, rồi cảm ơn anh Poseidon. Cảm ơn anh em đã dành thời gian nghe đến hết những giây cuối cùng của tập podcast này. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo anh em ha. Rồi, bye bye anh em.